Người xưa có câu vua chê lan, quan chê trà. Câu nói cho thấy hoa trà là một trong những loại cây thanh cao và việc chơi trà là một thú chơi tào nhã. Từ xa xưa thì người dân xã Phụng Công, huyện Văn Giang đã biết chơi trà. Cùng với thời gian thì việc trồng trà và chơi trà ở đây đã dần được thương mại hóa. Ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại nhà vườn Biên Huế, có diện tích trồng trà lên tới gần 6.000 m². Ở đây thì có hàng nghìn gốc trà và trong đó thì có rất nhiều gốc trà lên tới cả 100 năm tuổi. Hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa trà, vợ chồng anh Chử Văn Biên và chị Phạm Thị Huế được người dân suy tôn là vua trà đất Phụng Công. Nhà vườn Biên Huế rộng gần 6.000 m², hiện đang được trồng luân phiên tới 10.000 cây hoa trà lớn nhỏ trên năm. Vợ chồng anh chị không chỉ là những người trồng nhiều trà mà còn là những người có kỹ thuật giỏi nhất nhì trong xã và là những nghệ nhân luôn tạo tác ra những cây trà có thế đẹp, độc, làm say đắm lòng người. Nói về cây trà này thì thường thì người ta làm theo hình khối của tự nhiên, cây cổ thụ thu nhỏ hoặc những cây dáng theo như kiểu là thác đổ hoặc là dáng đuôi công ấy, là những cái dáng đấy là để trưng bày cho nó rực rỡ. Còn cây thế thì nó rất là rộng, có cây đến 7-8 mét mà 5-6 mét là bình thường. Cấy ghép vào để tạo ra một cái sản phẩm nó độc đáo, nó mang tính chất thời gian rất là lâu. Thực ra những cái sai như này thì chưa ai dám làm, bởi vì nó chi phí cũng lớn và nó cũng đòi hỏi cái thời gian mình phải bỏ ra với nó. Thì khi một số cây gia đình đã làm thành công rồi thì khách hàng là rất thích. Năm nay, ngoài những cây hoa trà truyền thống, nhà vườn Biên Huế còn ghép mắt hoa trà lên thân cây sở, một loại cây cùng họ với hoa trà. Những cây này thường có chiều cao từ 3 đến 7 mét, phục vụ nhu cầu khách hàng có khuôn viên trang trí rộng. Chúng tôi có cây truyền thống như là trà bạch, trà thâm và trà phấn hồng. Ngoài ra thì có một số giống nước ngoài, ví dụ như là trà cung đình đỏ, trà vàng, các loại giống lai tạo. Thì có rất là nhiều loại đa dạng, nó từ giá cao đến giá thấp, nó tính theo độ tuổi của cây. Những cây gốc bé vài năm thì nó lại giá chỉ vài trăm nghìn. Những cây 3-40 triệu, cái cây 10 triệu, 5 triệu có hết. Còn những cây cổ thụ thì nó hàng trăm năm tuổi thì nó sẽ đắt ạ. Thu nhập của chúng tôi mỗi năm doanh thu vài tỷ, trừ chi phí, mỗi năm thì bỏ ra vài trăm triệu.